Triệu Lệ Dĩnh lại có hành động gây sốt, ở ẩn nhưng vẫn được netizen ca tụng không ngớt. Triệu Lệ Dĩnh được xem là tiểu hoa 85 hoạt động năng nổ nhất thời gian gần đây, sau thành công của phim truyền hình chính kịch Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, cô tiếp tục tham gia đóng chính trong tác phẩm Giữ Phượng Hành cùng Lâm Canh Tân, và hứa hẹn sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất. Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh được khen hết lời vì hành động đẹp khi tham gia quyên góp vật tư cho một đội cứu hộ động đất tại Trung Quốc. Cụ thể, Triệu Lệ Dĩnh đã thông qua quỹ từ thiện Ngày Mai của Huỳnh Hiểu Minh, quyên góp cứu trợ động đất ở Cam Túc, tiếp nhận năng lượng tích cực từ thần tượng. Hậu viện hội của Triệu Lệ Dĩnh đã liên hệ để quyên góp mỗi người bị ảnh hưởng bởi thiên tai là 1.016 tệ cho hội chữ thập đỏ Tích Thạch Sơn, Cam Túc và 1.016 tệ cho hội từ thiện Tích Thạch Sơn. Có thể nói, hành động của Triệu Lệ Dĩnh và người hâm mộ của cô nàng đã giúp ích cho nhiều người dân và lực lượng tuyến đầu nơi bị thiệt hại bởi thiên tai. Tài khoản Weibo của Quỹ Tình Thương Ngày Mai Huỳnh Hiểu Minh cũng đã chia sẻ bài đăng cảm ơn hành động nhân đạo của Triệu Lệ Dĩnh. Ngoài Triệu Lệ Dĩnh, nhiều nghệ sĩ showbiz cũng đã quyên góp vật tư cho 5 đội cứu hộ thuộc tuyến đầu nơi xảy ra động đất tại Cam Túc như Tiêu Chiến, Cung Tuấn, Nhậm Gia Luân, Lâm Chí Linh, Trương Thiên Ái. Bên cạnh các lời ca tụng cho dàn nghệ sĩ, cư dân mạng cũng cầu chúc cho người dân khu vực bị ảnh hưởng sẽ khắc phục được hậu quả thiên tai. Ngay sau đó, tên tuổi Triệu Lệ Dĩnh gắn với hoạt động này cũng nhanh chóng lọt top hot search Weibo và nhận về nhiều lời khen có cánh của khán giả. Ngoài việc ca ngợi nhân cách sáng ngời của Triệu Lệ Dĩnh, khán giả cũng cầu chúc cho người dân khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất sẽ khắc phục được hậu quả thiên tai, sớm trở về với cuộc sống thường nhật. Theo thông tin từ các trạm fan, đây không phải lần đầu mỹ nhân họ Triệu tham gia từ thiện. Được biết, vào đầu năm 2022, khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng, Triệu Lệ Dĩnh cũng từng âm thầm ủng hộ cho công tác phòng chống dịch ở Thượng Hải, Trung Quốc. Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ nhận tin vui trong sự nghiệp, còn ai dám chê flop? Mùa hè năm 2023, Triệu Lộ Tư gây dấu ấn trong lòng người hâm mộ nhờ bộ phim ngôn tình vụng trộm không thể giấu. Cuối năm, Thánh Nữ Xuyên Không tiếp tục tái xuất cùng Vương An Vũ trong phim cổ trang Tiên Hiệp Thần Ẩn. Dự án cổ trang Thần Ẩn với sự tham gia đóng chính của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đã chính thức ra mắt khán giả vào ngày 11 tháng 12 mới đây trên hai nền tảng chiếu online là Tencent và Mango TV. Trước khi lên sóng, Thần Ẩn từng bị đánh giá khá thấp, không chỉ vì vấn đề diễn xuất mà còn đến từ nguyên do tạo hình nhân vật không sát nguyên tác. Người bị chỉ đích danh và lọt vào tầm ngắm của khán giả là Vương An Vũ. Ở những tập chiếu đầu tiên, Thần Ẩn đúng là cũng nhận về ý kiến chê bai, nhưng dần dà phim càng được công chúng đón nhận hơn. Nam chính Vương An Vũ ngược lại được nhận xét có diễn xuất ổn áp, đài từ tốt, tạo hình cổ trang của anh nhìn kỹ, thực ra không quá tệ như dân tình nói trước đó. Trong lúc chờ mở điểm Douban để xem phản ứng dư luận ra sao, điểm Weibo của Thần Ẩn đã được cập nhật vào ngày 19 tháng 12 vừa qua, với 7.5 điểm. Đáng chú ý, một ngày sau đó, tức ngày 20 tháng 12, con số này đã lên 7.9 điểm. Dân tình suy đoán, nếu Thần Ẩn vẫn duy trì được phong độ như hiện tại, thì ngày vượt mốc 8.0 nằm trong tầm tay. Mặc kệ tranh cãi bất đồng, Thần Ẩn vừa ra mắt được nửa giờ, đã cán mốc 20.000 điểm nhiệt độ, và sau 4 giờ, nhiệt độ tăng lên 24.000 điểm. Hai ngày sau khi lên sóng, phim đã chạm mốc 26.000 điểm. Ngoài ra, vai diễn A Âm của Triệu Lộ Tư cũng chỉ mất một ngày để phá điểm chính chỉ số nhân vật trên LinkedIn, điều mà không phải sao nữ nào cũng làm được trong thời gian ngắn như vậy. Thần Ẩn là một bộ phim cổ trang Trung Quốc được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh, là phần về đời hậu nhân của Thượng Cổ và Bạch Quyết trong Thiên Cổ Quyết Trần. Dự án có sự tham gia của các diễn viên gồm Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ, Lý Quân Nhuệ, Tào Phỉ Nhiên. Dương Mịch chi tiền tỷ mua bản quyền Trường Tương Tư để dành xuất diễn cho Dương Tử và Đặng Vi. Bộ phim Trường Tương Tư với sự tham gia diễn xuất của Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ vào cuối tháng 7 năm 2023 đã gây ra một cơn sốt trên toàn mạng với nhiệt lượng cực cao và thành tích gặt hái được cũng vô cùng đáng nể. Thành công của phim không chỉ mang lại bộn tiền cho các nhà đầu tư, nhà sản xuất, mà bản thân các diễn viên, đặc biệt là Dương Tử, Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ, được hưởng vô số lợi ích. Theo nhiều trang báo tại Trung đưa tin, Dương Mịch chính là người đã chi tới 800 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 2.000 tỷ đồng, để mua bản quyền Trường Tương Tư. Giờ đây, người trong giới không chỉ gọi Dương Mịch là nghệ sĩ lớn mà còn có thêm một vai trò khác là người giỏi đầu tư. Được biết, thời điểm bỏ tiền tỷ để mua lại Trường Tương Tư và mất thêm nhiều năm trời phim mới khởi động ghi hình, Dương Mịch vẫn còn ở truyền thông gia hành. Tuy nhiên, thay vì cho gà nhà, chị em tốt với cô là Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai nữ chính Tiểu Yêu.
thì nàng Tiểu Hoa đáng quyết định giao phó cho Dương Tử. Ngoài ra, có nguồn tin tiết lộ, Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ cũng nhờ có sự hỗ trợ của Dương Mịch mới giành được vai trong Trường Tương Tư. Về phía Đặng Vi, cư dân mạng chưa nắm rõ mối quan hệ giữa Dương Mịch và nam diễn viên ra sao, nhưng đa phần những người theo dõi làng giải trí Hoa ngữ đều biết câu chuyện của Dương Mịch và Đàn Kiện Thứ từ nhiều năm về trước. Khi đó, Đàn Kiện Thứ tham gia một cuộc thi tìm kiếm tài năng, lúc này anh mới chuyển hướng từ ca sĩ sang diễn viên, nên chưa quá nổi tiếng. Nếu không có Dương Mịch ra tay cứu giúp vì nhìn trúng năng lực của Đàn Kiện Thứ, chắc chắn anh đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên của show. Giờ đây, khi Đàn Kiện Thứ trở nên nổi tiếng, Dương Mịch được khen ngợi có tầm nhìn sắc bén. Quay trở lại với Trường Tương Tư, sau mùa 1 vang danh thiên hạ, khán giả đang ngóng chờ từng ngày nền tảng công bố lịch chiếu mùa 2 của phim. Ngoài thông tin phim sẽ lên sóng vào năm 2024, thì không có thêm bất cứ một tin tức cụ thể nào khác, và hầu hết đều chỉ là đồn đoán, không có tính xác thực. Trương Lăng Hách lung lay địa vị vì sự xuất hiện của sao nam học bá này. Giữa cơn sốt của Nhất Niệm Quang Sơn, do Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh đóng chính, nam phụ Thường Hoa Sâm đảm nhận vai Lý Đồng Quang, theo đó cũng lọt vào mắt xanh của nhiều cư dân mạng. Nhờ nhan sắc điển trai ưa nhìn, diễn xuất tuy chưa hẳn quá tốt, nhưng cũng không tới khó ngấm. Nhiều khán giả tin rằng, chỉ cần cho anh thêm thời gian rèn luyện, có lẽ anh sẽ trở thành ngôi sao sáng trong làng phim Hoa ngữ. Sau khi tìm hiểu về profile của Thường Hoa Sâm, netizen mới phát hiện ra nam diễn viên trẻ học vô cùng giỏi, là học bá khoa học kỹ thuật, với điểm thi đại học cao không tưởng, hơn 610 điểm, trong đó, môn toán đạt điểm gần tuyệt đối, trên 180 điểm. Ngoài thời gian đóng phim, Thường Hoa Sâm còn có sở thích livestream giải đề toán cho fan. Điều này làm không ít cư dân mạng liên tưởng đến Trương Lăng Hách, nam diễn viên đó giờ nổi danh là học bá tại làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ cùng sở hữu IQ cao, cả hai sao nam còn có xuất phát điểm giống nhau, đều diễn vai phụ hoàng tử thâm tình, sau đó thăng hạng lên vai chính, lại cùng sinh năm 1997. Duyên phận này khiến dân tình không khỏi hào hứng, thậm chí có netizen còn đặt ra nghi vấn, liệu Thường Hoa Sâm có phải sẽ thay thế Trương Lăng Hách trong tương lai. Trước nghi vấn này, cư dân mạng đã có dịp bàn tán rôm rã, nhưng quả thực số người đồng tình lại quá ít. Hầu hết mọi người đều cảm thấy Trương Lăng Hách và Thường Hoa Sâm là hai cá thể độc lập, có lộ tuyến và sự nghiệp riêng, thế nên chẳng ai có thể thay thế cho ai. Không chỉ vậy, nhiều người dùng mạng còn thẳng thừng cho rằng, Trương Lăng Hách dù diễn xuất hạn chế, nhưng ngoại hình anh rất sáng, nổi bật, đúng chất minh tinh. Ngược lại, nhan trị của Thường Hoa Sâm không cao như vậy, nhìn lướt qua cũng chẳng mấy ấn tượng, nói cách khác chính là nhan phổ. Thường Hoa Sâm lần đầu được netizen biết tới khi tham gia show tuyển Tú Thanh Xuân Có Bạn Ba, sau đó, anh mới dần chuyển hướng sang con đường phim ảnh. Trước Nhất Niệm Quang Sơn, sao nam 1997 từng góp mặt trong các bộ phim như Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế, Đếm Ngược Thời Gian Để Gặp Em, Làm Trái Tim Em Mỉm Cười. Bạo Đỏ Hot Shot, Lộc Hàm và Quang Hiểu Đồng đã đăng ký kết hôn. Theo đó, blogger Lưu Đại Trùy đã tung tin ám chỉ Lộc Hàm và Quang Hiểu Đồng đã ở bên nhau vào sinh nhật của Quang Hiểu Đồng. Cả hai cũng lấy giấy chứng nhận vào hôm đó. Ngay sau thông tin này, cư dân mạng lập tức xôn xao, thậm chí từ khóa về chuyện cặp đôi bí mật đăng ký kết hôn đã bạo đỏ bản hot shot giải trí, chứng tỏ sức ảnh hưởng của cả hai trong giới giải trí showbiz xứ Trung. Tuy nhiên, cư dân mạng đã ngay lập tức tìm ra điểm bất thường. Cụ thể, theo như thông tin Lưu Đại Trùy tung ra, thì cặp đôi đi đăng ký kết hôn vào ngày sinh nhật của đàn gái, tức ngày 17 tháng 9. Nhiều netizen khẳng định, ngày 17 tháng 9 nhằm vào chủ nhật, và cục dân chính không làm việc vào ngày cuối tuần, đồng nghĩa với việc thông tin cặp đôi về chung nhà một cách hợp pháp là vô căn cứ. Trước đó không lâu, vào ngày 16 tháng 12, mạng xã hội còn rộ tin Quang Hiểu Đồng và Lộc Hàm đang trục trặc trong mối quan hệ. Blogger cho biết, gần đây cặp đôi có rất nhiều mâu thuẫn và liên tục cãi vã. Quang Hiểu Đồng và Lộc Hàm đã không gặp mặt nhau 3 tháng. Dù vậy, cặp sao vẫn chưa chia tay. Tuy nhiên, những bất hòa hiện tại ảnh hưởng lớn đến dự định kết hôn của cặp đôi diễn viên này. Theo blogger giải trí, Quang Hiểu Đồng và Lộc Hàm đang suy nghĩ nghiêm túc về việc có nên tiến xa hơn với đối phương. Đến hiện tại, bất kể là trước tin đồn rạn nứt hay đăng ký kết hôn, Quang Hiểu Đồng và Lộc Hàm đều chưa đưa ra phản hồi. Quang Hiểu Đồng và Lộc Hàm công khai hẹn hò vào tháng 10 năm 2017. Cả hai nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong phim Điềm Mật Bảo Kích. Vào thời điểm công khai, mối quan hệ của cả hai không nhận được sự ủng hộ, chủ yếu từ người hâm mộ của Lộc Hàm. Quang Hiểu Đồng bị fan Lộc Hàm liên tục chỉ trích, cho rằng không xứng với nam thần sinh năm 1990, đồng thời gây sức ép để cô chia tay với thần tượng của họ. Bất chấp sự phản đối của fan,
Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm vẫn bên nhau, nhiều năm qua, họ yêu đương kín đáo, không thể hiện tình cảm quá nhiều trước truyền thông và khán giả để tránh điều tiếng. Video đến đây là hết, hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.